xong phát là em đã thấy bình thường rồi. Ừ. Đi xe máy các kiểu suốt. Nay là mình can thiệp 911 được mà 2 tuần rồi đúng không? Vâng. Ừ, ok. Thì em thấy là trong quá trình mà mình can thiệp 911 về ấy, thì trong quá trình mình chăm sóc các thứ như thế thì nó có đau không chịu lắm không? Không ạ. Mình em tự mình chăm được không? Ừ. Không cần phải nhờ người khác. Ok, bởi vì là nhiều khi mọi người cứ hình dung là một cái can thiệp 911 thì nó nặng nề đúng không? Vâng. Sợ là mình làm về các thứ thì nó khó chăm sóc và nó đau đớn nhiều đúng không? Vâng. Đấy, thì mình nâng vòng 1 là mình không phải cắt chỉ đúng không? Vâng. Cũng rất là lành thôi đấy. Thì gần như là cái vòng 1 trước can thiệp của em là nó không có tí nào đúng không? Vâng. Không có tí nào như là đâu. Khi mà mình điều chỉnh, mình can thiệp xong mình dùng cái túi Mentor size là 325cc. Mình cao trên hết 6 thì thường là mình sẽ chọn cái size trên 325cc một chút để cho nó vừa nó thu của mình, đồng thời là khi mình nâng lên ấy, thì nó cũng phải tạo cái độ tròn, độ căng một chút đúng không? Đấy, mặc dù là mình thích tự nhiên thôi nhưng mà mình cũng phải tạo ra nó cái vòng một chút. Vâng, tầm này thì em thấy đẹp, vừa gọi là tròn đầy, nói chung là thấy mềm mại các thứ rất đẹp hơn rồi. Nó vừa phải đúng không? Nó cũng không có bị to quá nhưng mà cũng không có nhỏ quá đúng không? Làm trong phát là em đã thấy bình thường. Ừ. Đi xe máy các kiểu suốt. Đấy thì mình hoàn toàn yên tâm đúng không? Đi lại vận động các thứ nó bình vâng. thường. Thì vòng một nó sẽ đầy đặn hơn đúng không? Lúc đầu là chẳng có một cái gì luôn. Bây giờ lưng cái ai cũng trố mắt ra nhìn luôn. Ừ. Bảo cho xem đi, kiểu biết là em về nước là bảo là đi lưng ngực ấy. Nên là toàn cho em xem với cái hôm à. Ừ thì cứ cho xem, cứ suốt ngày ngại cho xem thôi. Thế là giờ cho xem ui đẹp thế. Đấy thì nhiều khi là cái vòng một là mình là quyết định một người phụ nữ luôn đúng không? Vâng. Đấy thì nên là mọi người cũng tò mò xem là mình làm thay đổi như nào. Đấy thì để cũng có những người khác, mọi người có động lực mình đi làm đúng không? Thì là bao giờ thì em đi sang Nhật lại nhỉ? Dạ, 9 ngày nữa. Ừ. Được 21 ngày nữa. Ừ, ok. Đấy thì cái thời gian thoải mái đúng không? Vâng. Hôm nay mình làm xong okay. Rồi mình kiểm tra mình thấy khám rất là lành rồi, không có vấn đề gì cả. Đi lại đi bay thứ bình thường, không có lo là mình ở xa thì không có thời gian đánh khám hay thăm khám. Đấy, khi mà nó ổn định mình thấy nó lành dần các thứ thì nó không có phải thăm khám thường xuyên. Đấy. Thì cái đợt sau khoảng 6 tháng 1 năm mình có thể mình kiểm tra lại, mình xem xét tình trạng của mình ổn định như nào thôi. Chứ còn không có phải tái khám thường xuyên. Nên hoàn toàn khi mà mình ở xa, mình ở nước ngoài thì mình thực hiện cái can thiệp này rất là bình thường.